Hello anh em, và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thành NG đây, và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan with Your Behind. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thế nào? Thì mình sẽ vào trong cái phần tiếp tục là chơi cái event Pieta Party thôi, xong rồi làm gì thì làm. Và đến tối ngày nay thì nó sẽ kết thúc cái gọi là Battle Z rồi. Nên mình sẽ cố gắng là đạt được ở trong top 3 nha. Chúng ta hôm nay sẽ được sử dụng cái cây Ghost Peeper và một cây Infinite ở đây. Infinite. Rồi, để mình xem nó đang ở chỗ nào để mình có thể đặt ở đây một phát. Từ từ nha, mình sẽ đặt đây một cái này. Chúng ta đặt đây một phát này. Đặt đây một cái này. Cho nên sử dụng tiết kiệm cái... gọi là con cái Ghost Peeper thôi. Đông đông một chút thì ta mới bắt đầu dùng nha. Nó sẽ mất đầu hết rồi mà. Nó không thể làm gì được đâu. Nào. Chết ngay, làm sao có thể vào nhanh như được đúng không? Con ma, à con này đúng không? Con này đúng không? Cho nó nổ đi. Cho nó chết đi trước khi nó gây hại cho chúng ta. Tại vì nó sẽ gì nhỉ? Dạn dạn như kiểu gì ta? Có một cây đàn anh em ạ. Chúng ta sẽ có một cây đàn ở đây. Bình tĩnh nào. Để mình đang xem xét là nên sử dụng nó như thế nào cho nó hợp lý. Đấy, nó tự động nhảy à? Nó tự động nhảy à em? Chặn nó lại, chặn lại, chặn nó lại. Chặn nó lại, chặn nó lại. Không thể đi nhanh thế được. Bình tĩnh thôi. Nổ này, mất đầu cho em. Ok, đặt đây phát luôn. Đó. Như thế này là hợp lý nhất có thể đấy. Đặt đây phát này. Rồi. Chúng ta chặn con này lại luôn. Khỏi đi đâu cả. Mất đầu đi em. Có mất đầu không? Từ từ nha. Mình sẽ cần phải tiết kiệm cái Ghost Peeper. Vẫn không được ta. Vẫn không được thì mày phải chết rồi. Chắc chắn rồi. Đặt đây phát. Đấy. Như thế này là hợp lý nhất có thể. Let's go. Lên. Không cho nó vào nhanh như thế được đúng không? Rồi. Phía trên này một cái này. Cây gài rất là khó chịu luôn. À, đặt đây phát nữa. Nào 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 anh em ơi, cố lên nào, cố lên nào. Có con này thì siêu siêu khó chịu này. Phải giết nó trước. Làm gì thì làm vẫn phải giết nó trước. Đó. Ok. Mình có nên đặt rào không? Một lớp rào lên trước. Đó, một lớp rào lên trước đi. Xong rồi làm gì thì làm. Này này. Nổ hết. Này thì nổ hết này. Nổ hết này. Con ma đâu nhỉ? Ma đi rồi. Ma khổng lồ rồi. Ma khổng lồ rồi. Em ơi, lên lên lên. Ôi giời ơi, đông thế. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng ta đang cố gắng là tiêu diệt nó này đã. Một phát này. Không cho nó vào chứ. Không cho nó vào. Mình sẽ cố gắng không cho nó vào. Nó vẫn đang phá. Nó vẫn đang phá cái lớp của chúng ta. Rất chìa khó chịu luôn. Khó chịu này. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu hả? Không có cơ hội để chạy chứ. Một phát. Hai phát. Chạy đi chỗ nào nữa? Làm sao có thể chạy được? Ấy chà chà. Cái mất thời gian quá. Đáo này đi. Đáo này đi. Và để con ma vào đây luôn. Dĩ nhiên rồi. Con ma hiện tại mình đang level 2 cơ. Khỏe phết đấy. Chúng ta thắng được một trận nữa và mình sẽ kiếm thêm được một số cái đấy, Ghost Peeper nhân 10. Ngon. Cái này kia hệ lửa đúng không? Wow, 4.000 vàng ngay đây này. Chúng ta không được đấy 4.000 vàng nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ có thể xem thêm quảng cáo để có thể chơi thêm được một trận nữa. Tắt tiếng ở đâu đây? Tập trung đánh Battle Z để chiếm vị trí thứ 3 nha. Tại vì mình thấy vừa vào kiểm tra và thấy cái vị trí thứ 3 thì nó cũng không quá cao. Nó chỉ cũng chỉ tầm 78 cái vương miện thôi anh em ạ. Hoàn toàn là ta có thể là chiến được. Không quá khó. Nào. Rồi mình sẽ tắt cái đi. Và có thêm một lần chơi nữa. Một lần chơi free. Cái này chắc là chơi nhanh thôi, cũng không cần phải quá lâu đâu. Để mình chuyển sang Battle Z hơn. Ok. Cái này sắp kết thúc rồi. Ngày mai ngày 31, ngày mai ngày lễ Halloween rồi anh em. Đợi tí, đợi tí. Tận hai cái vậy. Đây một phát này. Đặt đây một phát này. Ok. Một phát nữa này. Cái này từ từ. Cái này chưa cần dùng vội.
mình sẽ có hai cây Ghost Pepper. Nó có chết không nhỉ? Chết thật ạ. Vấn đề là vẫn chết anh em ạ. Ok. Chắn nó lại. Chết rồi. Con này chết rồi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục nào anh em. Thật là chết tiệt luôn. Tấn công nó, phá hủy nó anh em. Phá hủy nó nào. Nó tiến quá nhanh luôn. Cái này tiến nhanh thế. Làm sao mình có thể là đỡ được đây? Cái cây này khó chịu nhở. Nào. Chưa cần kích hoạt vội đâu. Đây, bình tĩnh. Tạo ra cái này đi. Rồi. Một cái bức tường thành rất là vững chắc ở đây rồi. Một phát ở đây này. Ma khổng lồ. Hủy diệt nó đi. Sổi ôi. Này. Ma khổng lồ tập 2. siêu khó chịu luôn đấy. Nó phá hủy được khá nhiều thứ của mình ở chỗ này rồi. Rồi mình sẽ đặt thêm ở đây nữa. Ma khổng lồ, tiếp tục là ma khổng lồ. Phải phá hủy hết bọn nó đi anh em. Không làm gì thì làm. Đấy. Bây giờ ma thường rồi. Bây giờ ma trải ma thường bình thường rồi. Chúng ta sẽ sử dụng ma cho cái này. Để nó tiêu diệt hai cái chỗ này luôn. Khe vào mặt nó. Yes, hay lắm. Mình không đặt được cái này dưới chân bọn này nhỉ? Đặt được mà. À không, cái chỗ này có con ma rồi. Phá hủy ngay. Làm sao có thể nào mà đỡ được. Chính xác như vậy. Mình còn thêm được một cái plant food nữa này. Nó không cần thiết rồi. Nó hầu hết nó sẽ cho mình Dust Lobber nhỉ. Mình cần cái cây cái kia hơn. Cây Ghost Pepper hơn. Cẩn thận rất là nhiều. Chúng ta sẽ khi như được khoảng không được cái gì à. Mình sẽ vào trong này và xem được bao nhiêu game nhá. Hiện tại mình có 7 game thôi. Quá là ít game. Thêm 6 game nữa là thành 13 game này. Phía dưới là thêm 5 game nữa là thành 18 game. Rất là tốt. Đấy hôm qua mình vừa làm xong đúng không? Event thì chúng ta sẽ có cái gì? Có event gì mới không? Vẫn là thử cái phần Butter Z. Nhưng mà chắc không cần. Mình đã chơi quá nhiều Butter Z rồi. Butter Z đấy rồi. Cần gì phải thử nữa đúng không? Nào. Đây. Tình hình là cái vị trí của chúng ta. Đây là thứ 5. Mình sẽ chơi 3 trận là 15 điểm đúng không? Chơi 4 trận đi để xem. Đấy khô máu nó luôn. 3-4 trận, chơi 3 trận đi. 3 trận là đủ vượt qua rồi. Và cuối ngày mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Để xem là chắc chắn là mình vị trí thứ 3 nha. Như thế này. Chiến nào. Tất cả những gì có thể đặt hết lên. Chiến hết luôn. Ok. Cái cây kia tác dụng làm nổ cái băng này ra này. Rất là hay ở chỗ đấy. Một hit. Lên. Cố lên nào anh em. Cho tập trung hết sức tối đa để chơi cái này. Ok. Đặt cái lửa phía sau luôn. Đặt cái lửa phía sau này luôn để làm tan băng ra. Cho trên kia nó không có. Cố lên nào. Xong rồi. Đang đặt hết sức có thể ở đây đây. Phía dưới là cây lửa này để có thể tan băng các kiểu ra. Rồi, ok man. Đang đặt hết sức có thể ở đây. Nhanh hết sức có thể ở đây anh em. Ma. Mình đặt nhanh hết sức có thể chỗ này đây. Tốt. Tốt anh em ơi, hay lắm. Đặt nào, đặt full. Ma đâu.
Ok, cho nổ đã anh em. Tốt rồi, hay thế nhở, phá hủy hết cái chỗ này ra cho mình. Mình cần phải phá hủy hết nó ra. Cố lên nào. Đấy rồi, có một ngọn lửa đầu tiên rồi anh em. Cố lên, ơ, nhặt, quên bây giờ. Quên này. Này thì quên này. Tốt. Nếu ta cực kỳ nhanh rồi. Tốt. Càng nhiều lửa càng tốt. Càng nhiều lửa càng tốt. Anh em ơi. Lên. Chỉ sợ là không kịp đặt thôi. Bây giờ là sẽ phun lửa đấy anh em. Rồi. Đông này. Càng phun nhiều lửa càng tốt. Ấy, chà. Sử dụng cái lửa đi này. Sao chết nhanh thế nhỉ? Cố gắng sử dụng hết tất cả cái lửa có thể. Ma lên. Bao nhiêu điểm đây, liệu có lên được 1 triệu điểm không? Chúng ta sẽ chờ xem như thế nào đây. Rồi, 953, thế nhờ, không lên được 1 triệu điểm ta. Họ là 416, rất là cố gắng nhưng mình tốt hơn. Đấy, tốt hơn họ. Thêm 5 cái của cây Jack O'Lantern thì mình không cần. Tại vì mình không có cái cây này. Thế nhờ. Mình không cần cây Jack O'Lantern. Có nghĩa là mình cần phải đặt thật nhiều cái phải nói sao ra, đặt thật nhiều cái Jack O'Lantern ấy để có thể là đốt thật nhiều. Thế thôi, cái cây lửa thì không cần thiết lắm, phải nói như vậy. Bởi vì lên đứng thứ 3 rồi, mình đánh 2 trận nữa để chắc chắn là đứng ra đứng thứ 3 đi. Thì thứ nhì thì chắc là chịu rồi, 170 mấy hoặc 190 mấy cái cơ. Các bạn đánh một quýt cũng chẳng lấy được. Rồi. Vẫn đặt thế thôi. Vẫn cần đặt hai hàng sunflower này để cho nó nhiều sun nhất có thể. Tay mình vẫn rất là hơi chậm nên không lên được 1 triệu điểm. Bình thường là có thể lên được ấy. Nào. Ok, thêm cây nữa. Cây này rất là ổn. Đốt liên tục vào. Có cái gì đốt cái đấy luôn. Đây rồi. Săn đây rồi. Cuối cùng ta cũng ra săn rồi anh em. Cố lên nào. Đốt liên tục. Chúng ta đốt rồi, đốt liên tục luôn. Yes sir. Nào. Không cho nó vào. Quyết tâm là không cho nó vào chứ. Vào đây sao được. Không thể vào được các em ơi. Vào nhanh thế nhở. Thế quái nào chỗ này nó vào nhanh thế ta. Vừa không kịp làm gì cơ. Chết tôi rồi. Đừng. Chết tiệt. Nó đập chết một cái cây của mình rồi anh em ơi. Thế mới điên chứ. Để làm sao đây. Nó tiên cái con boss nó vào nhanh thế nhở. Bình thường là lúc này đã vào đấy đâu. Mà tại sao hôm nay nó vào nhanh thế. Nó vào nhanh quá thể. Cố lên. Tiếp tục là Jack O'Lantern thôi. Chúng ta sẽ mua chuyên Jack O'Lantern thôi. Không mua bất kỳ một cái cây gì khác ngoài cây đấy cả. Cho nó vào đây, cho nó nổ chết đi. Anh em. Mình sẽ cần thêm cây để có thể là cho nổ hết mấy cái này ra để kiếm thêm plant food. Không có plant food là hơi mệt đấy. Kích hoạt. Tần này plant food chậm quá. Tốc độ tay chậm quá anh em ơi. Nó đông thế nhờ. Sao cái này ngắn thế. Chuyện ngắn thế ta.
Chết tiệt. Tại sao lần này mình ngắn thế nhỉ nhờ? Lần này sao nó trâu thế nhờ? Đấy hiểu luôn tại sao lần này nó trâu vãi cả trưởng ra. Còn 26 giây nữa kìa. Bây giờ làm thế nào đây, làm thế nào đây? Chúng ta đã bị mất dần thế trận rồi, trận này khá là tệ ra. Tệ hại vãi trưởng. Không sao, trận này thì vẫn thắng được thôi. Còn là 13 giây nữa mà mình vẫn được hơn 500.000. Bình thường được khoảng 700-800 cơ. 700-800 cơ. Có khi 900 cơ. Nào, phát nổ nữa này. Nổ rất thấm luôn. Chúng ta vẫn được khoảng hơn 500. Và vẫn thắng. Thật ra thì vẫn thắng được. Không phải là quá khó. Vẫn thắng được thôi. Nhưng mà vất vả. Vất vả rồi đấy. Đây trận thứ mấy rồi đây? Trận này trận thứ... mới có trận thứ 5 thôi mà. Nó còn dễ đấy. Lên mấy trận sau nó còn khó gấp vạn lần cơ. Ok, cho đánh thêm một trận đi để có như là chắc chắn là sẽ thắng được cái gọi là chắc chắn ở vị trí thứ 3 của cái Butter Z lần này. Vị trí thứ 3 cũng là rất là tốt rồi. Mấy là kia nó đua kinh quá, có cả Việt Nam đánh kinh quá không vào nổi. Ok. Là sao con bot vào nhanh thế nhỉ? Con bot này vào siêu nhanh luôn, mình còn không kịp. Không kịp ấy cơ, không kịp chồng cơ. Rồi ok, let's go. Trồng xen kẽ hai cả cái hai cây này với nhau này thì hợp lý hơn này. Chứ đừng có là trồng kiểu trồng một cây. Đây vào đây. Tốt. Đây, giải băng chỗ này ra. Giải băng hết chỗ này ra. Ok man. Phải bảo vệ những cây này nó có rất là quan trọng, tầm có giá trị quan trọng nó rất là cao tại vì là nó. Ok, rồi. Mấy cái cây đầu hàng nó chỉ có thể được 3 cái thôi. Nhưng mấy cây này rất là quan trọng này, mấy cây này nó sẽ được 4-5 hàng ấy. Nó full luôn ấy. Đấy, vì thế nó sẽ đặt như thế này trước. Rồi, như thế này là có một hệ thống phòng ngự rất là tốt, rất là ok rồi. Chết tiệt. Kích hoạt, nó ra sớm quá. Nó ra sớm quá, phải chơi cái trò này không thì không chơi được. Không là không thể đánh được đâu nha. Nó mà không ấy như thế thì mình chết rồi đấy. Trận này khá là căng đây. Khá là căng thẳng đây anh em. Cho nổ luôn nào. Ok, lên nào anh em. Với con ma vẫn tiếp tục để ở đây luôn. Chắc chắn rồi. Tiếp tục để bên này. Kích hoạt. Lửa ma chơi lên. Đây. Thêm một cái nữa rồi. Tốt. Mì khoai tây đặt đây luôn. Trên này nó khỏe thế nhỉ? Trên này nó khỏe vãi cả trưởng luôn. Mình đang có 2 cây lửa ma chơi anh em ạ. 420 mà nó căng thế. Siêu căng luôn. Không sao, không vấn đề gì. Đặt full rồi. Lửa ma chơi đâu. Nhanh. Tốt. Lửa ma chơi thêm phát nữa này anh em. Đấy. Ok. Nó còn không kịp vào cơ. Mình không hết đấy rồi. Chúng ta sẽ hết sạch cái đây này. Tập trung ở 2 chỗ này này. Để còn ra được cái plan food nào được ra này. Ôi, giật. Lạc thế nhờ. Nổ. Phát nữa đây. Đáng lẽ đặt thêm cái nữa. Không kịp rồi, không kịp rồi, không kịp rồi. Không kịp bây giờ mới có đủ này.
Bây giờ có thì không kịp, vừa lên 1 triệu điểm rồi. Đã quăng đốt nó thêm vắt nữa. Họ có cái cây mai lửa này, cây cắt kéo này, không cần lắm. Level 2, mình có level 2. Squat thì đúng là không hiệu quả rồi. Và ok thì chúng ta sẽ kết thúc bên đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Plan vs Zombie 2. Bye bye.